làm thì ít mà xài thì nhiều, thành thử ra làm cho mình bị tổn thất, làm cho mình bị tổn thất. Cho nên cũng ở trong cái khoảng thời gian đó, nhưng mà mỗi người có một cái việc nó khác nhau, tùy theo cái cách sống của mình. Vậy cho nên ở đây khi mất con đi vào cõi nào, thì Đức Phật mới đưa một cái ví dụ như một cái cây nó nằm nghiêng này, nhưng mà khi mà gió ngã hay mình cua cây thì nó đi đâu? Nó sẽ rơi vào cái chỗ nó đã ngã. Chúng ta cũng thế, nếu mà hàng ngày tâm mình hướng về cái gì, thì khi mà mình bỏ thân mạng này, hết cái kiếp đời này, chúng ta đi theo cái nghiệp mà chúng ta đã thường suy nghĩ. Phong vào ví dụ như mình là người Việt Nam, đi đâu thì đi, nhưng mà rồi á, lòng của mình cũng hướng về Việt Nam. Nếu mà cho mình đi vacation á, thì các nước mình cũng muốn đi dạo lần cho biết. Nhưng mà nếu mà bây giờ trong đời này, đời của mình đi đâu nhiều nhất từ hồi mình qua đây tới giờ này? Ta thử ra nếu mà mình nghĩa là hễ mà được phi như là về Việt Nam, còn cái chuyện đi Âu Châu, đi Úc Châu rồi đi lần hay làm cho vui, nhưng mà Việt Nam vẫn là cái nơi mà mình muốn về nhất, tại cái nghiệp mình, cái nghiệp tâm mình hướng về nó. Ta thử ra ở đây có một ví dụ như vậy để lại chúng hiểu rằng, còn khi nào ai hộ niệm cho mình, cầu siêu cho mình, quý vị đừng nghĩ ta cầu cho mình siêu, không phải vậy. Tâm mình phải hướng về đó, rồi khi người ta cầu á là người ta cũng chỉ mình cái chỗ đó, thì sao, cái năng lực của mình nó mạnh, nó đi về cái cõi đó. Còn ví dụ bây giờ cái tâm mình hướng bên này mà ta biểu mình về, cái mình cũng không hướng, tại vì cái tâm mình phải hướng cho nên hàng ngày mình phải tu tập. Hàng ngày mình phải tu tập để cái tâm mình nó thường hướng về cõi lành, thì khi mà người ta tụng kinh, người ta cầu nguyện, người ta trợ duyên cho mình ở cái cõi lành, để rồi mình đủ cái năng lực đi về cõi đó. Nó vậy thôi. Cho nên có một người hỏi Đức Phật ấy, bây giờ nếu mà lỡ tụi con bị tai nạn, tụi con mất, bị xe, bị có những cái tai nạn mất bất tử, vậy thì tụi con đi đâu? Thì Đức Phật nói như vậy, hàng ngày hãy để ý lại cái tâm mình hướng về cõi nào. Hồi sáng này con còn gặp mấy Phật tử ở xa, như ở bên Boston, ở bên Las Vegas, ở Cali, ở Denver, các vị đi qua đây vacation đi chơi. Vậy mà tình cờ lên Facebook nghe thầy Pháp Hòa đang ở chùa đó, kéo gần gần lên để mà đi. Quý vị thấy không, mặc dù là mình nói mình đi chơi, nhưng tâm mình vẫn hướng về chùa, vẫn hướng về những buổi nghe pháp, vẫn hướng về một vị thầy. Cho nên khi mình biết được tâm mình đi, người ta đăng báo Facebook là mình hướng về. Vì vậy mà tại sao cái chuyện tự tâm mình tu tập vẫn là cái quan trọng nhất, vẫn là cái quan trọng nhất. Tại vì người ta có trợ niệm cho mình chỉ là cái phần trợ duyên, trợ lực. Cũng giống như quý vị sắp sửa đi đâu chơi xa, tự mình phải có tiền trong túi. Còn cái chuyện con cháu mà có cho thêm vài trăm thì cái đó là sao? Extra có thêm thì tốt, nhưng mà thủy chung căn bản mình phải vẫn chuẩn bị cái phần tiền chính của mình, mình chắc chắn là mình đủ tiền để mình đi chơi. Còn ai cho thêm đó là việc thêm, thì hộ niệm cũng vậy, nó thêm thôi. Còn chính bản thân mình cũng phải chuẩn bị tư luôn đó, chứ đừng có đợi thôi tôi chết cái tôi mời cái đoàn đó tới tụng. Biết đủ duyên lúc đó có, nhiều khi tới lúc đó mình không đủ duyên phước mời ta được, ta có chuyện khác ta phải làm, hay ta bận rộn chuyện gì đó, cho nên không có chờ cái chuyện đó mà tự thân mình phải lo tự mời. Còn cái thứ hai, ví dụ như quý vị nói cõi niết bàn, có thể quý vị hiểu niết bàn là gì, là cõi để mà chết rồi mình mới tới thôi. Nhưng mà thật sự niết bàn là một cõi của lòng, một trạng thái của tâm. Khi tâm mình bình an là mình có niết bàn đó. Thí dụ mình ngồi đây mình yên, mình an ổn, không có bận rộn, không có
lo lắng gì ngày mai ngày mốt. Bây giờ mình chỉ biết là mình đã sắp xếp mình tới đây, mình ở đây được 2 tiếng thì mình ngồi để yên cho 2 tiếng là mình có niết bàn được 2 tiếng. Hồi nãy Pháp Hòa tới cửa gặp hai anh chị ở đảo nào mới bay qua, trời ơi thầy ơi, có hụt thầy 3 lần đi từ hôm qua tới giờ mà nghe chùa này chạy lên Pháp Hòa đi, sáng nay nghe Thanh Nguyên chạy lên đi, rốt cuộc không phải cầm này cầm tịnh định chụp tấm hình rồi bay về, nghĩ sao chứ con ở lại đi mai về. Tức là cái tâm hướng về thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi về và yên tâm với chuyện đó. Niết bàn là một trạng thái của tâm chứ không phải nơi chốn đi mình chết thì mình đi. Nirvana, vậy thì chữ nơ là gì? Nirvana là mình âm, tiếng Phạn là Nirvana, mình âm là niết bàn. Thì chữ nơ nghĩa là gì? No. Chữ bàn là negative. Khi nào tâm mình không có negative là Nirvana. Nirvana dịch là no negative. Thí dụ như niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Vậy thì giây phút nào tâm của mình tạm thời vắng cái đó chứ không hết nha. Thí dụ mình có cuộc cái mình có cái chủng tử giận không? Nhưng mà ngay giây phút này nó giận, tôi được niết bàn 2 tiếng. Đang ngồi an lạc hạnh phúc gì đó, xoay qua gặp cái bà mà nó mưa, trời ơi sao đau lột cái đây là bắt đầu mất niết bàn rồi đó. Ngồi mà không thở lại. Cho nên niết bàn là một trạng thái của tâm chứ không phải là cái này chỗ. Còn địa ngục là gì? Địa ngục là khi tâm mình dày đặc, mình cố chấp những khổ đau, đó là địa ngục. Ở ví dụ như giờ mình hiểu vậy đó, ai nói gì cũng không thay đổi hết, thì rõ ràng là mình cái cửa sắt của mình nó chặt, nó chằn chịt quá, nó cứng quá, không ai mở được hết. Cho nên là khi nào mà lòng mình bình an đó là niết bàn, lòng mình bất an đó là địa ngục. Còn ví dụ mình luôn luôn mình sân hận đó là biết là địa ngục của hỏa lò. Còn sống chung với nhau mình lạnh lùng thờ ơ bỏ mặt đó là địa ngục của lạnh, của băng giá đó. Thành tựu ra tất cả những cái rồi ăn cơm mà không hạnh phúc, ăn trong khổ đau thì giống như là những cái trong địa ngục mà người ta tả cảnh ăn lửa, ăn gì đó, lúc đó đồ ăn mình không còn thấy ngon gì, lúc đó mình phiền não. Cho nên khi nào có nhiều khi thức ăn rất ngon mà mình ăn không ngon, vì khổ đau phiền não trong lòng. Ở đây câu hỏi là không đủ tốt để về. Vậy thì khi mình chết mình đi đâu? Thật ra là tất cả tùy theo nghiệp của mình. Mà nhà Phật có 6 cái chỗ luân hồi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là 6 cõi. Còn đó là 6 cõi phàm nha. Còn 4 cõi thánh: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Mà 4 cõi thánh, 6 cõi phàm không ngoài cái tâm. 10 cảnh giới đều do tâm mà ra hết, tùy theo cái tâm mình chọn mình muốn đi đâu. Pháp Hòa xin đại ý là như vậy để đại chúng có cái khái niệm. Có một câu hỏi: thầy hoan hỷ cho con xin hỏi làm cách nào để mình giải nghiệp và đọc kinh sám hối nào vậy thầy? Con hiện đang đọc kinh sám hối hồng danh. Hiện con có 3 bé trai. Mọi người thường nói con vô phước, nghiệp quá nghiệp nên không sinh được con gái. Dạ con buồn và lo lắng lắm thầy ạ. Thương quá à. Cứ sanh hoài khi nào có con gái của tôi. Thứ nhất nè, cái chuyện quan trọng nhất là chuyện con trai con gái. Chị đừng có nghe những cái suy nghĩ đó nó tác động đến mình. Có những người người ta kiếm một đứa con không ra, chứ đừng nói là ở đó là có trai có gái. Và cái quan trọng hàng ngày mình sống giữa mình với con mình
có cái tương tác tốt không? Mẹ con sống có hài hòa, có hạnh phúc không? Tự mình biết được cái phước của mình mà đừng để cho người khác nhìn mình và nói mình phước cái nghiệp. Không ai biết, không ai biết, không ai biết tự thân mình bằng mình có phước cái nghiệp. Có một ví dụ đi, mình nhìn vô nhà kia mình trời ơi, cái chị đó có phước đó nghe, ở nhà bạc tỷ, nhưng ai biết được, nó ở đây. Tự mình biết thôi, chứ người ta nhìn ta nói mình có phước, mình ở nhà cao. Nhưng mà mình đâu có biết cái phước đó thật sự như thế nào. Cho nên đừng có để người ta nói cái này. Mà cái quan trọng là nhìn, cho dù mình có ba đứa con gái hay năm đứa con gái cũng không có gọi là vô phước. Cái quan trọng là ba đứa con đó hay năm đứa con đó nó có làm gì với mình hay không. Ví dụ bây giờ lỡ đi, ví dụ bây giờ lỡ mình đây vì không có phước cho thành con gái sanh cố gắng để tôi có phước như người ta kiếm được đứa con gái, ai ngờ đã quậy. Để bố bà kể để chú nghe câu chuyện. Có cái cô đó, cô sống một đời cô độc, nói cô độc chứ là cô muốn single cho nó khỏe thân. Đi tới đi lui cái hàng xóm bởi vì vô duyên đâu ai cưới. Nhưng là cô ráng, cô có duyên lên để cô được tấm chồng. Cái cô nghĩ thôi giờ mình có chồng rồi nhưng mà cô được có con cực lắm. Cái cô đi tới lui cái hàng xóm bởi cây độc con trái gái độc tỏ con. Ráng sao này, ráng xanh cái xanh đầu một đám con gái theo, bởi vậy ăn ở bất nhân. Gái cầm không có trai đâu, bởi vậy chết ở bao nhiêu luôn. Rồi nghe vậy có ráng đẻ thêm muốn trai, rồi bày gái bày trai. Thì quý vị tưởng tượng một người phụ nữ có con nhiều vậy á, rồi phải lo chăm sóc nào con nào chồng thì tiền giờ đó là trái điểm. Cái đầu nhan sắc nó hơi xuống sắc. Cái bắt đầu ông chồng ổng hơi xanh tâm chút, cái bà bảo nó thôi kệ đi, giờ muốn gì muốn mình lo, ráng lo cho con mình. Cái hàng xóm nó bởi vậy nhỏ này đó, nó là lạnh lùng, không biết đàn bà biết nghe là đàn bà ngu. Rồi cái bắt đầu học ghen. Học ghen cái đi kiếm vô hàng xóm, kiếm mấy bà nào mà đến ghen phụ. Rồi làm cũng tỏi lên hết. Rồi cuối cùng tự thân mình sống nhưng mà do người ta điều khiển. Từ một người độc thân thoải mái bị người ta điều khiển tính kiếm một người bạn trai để lấy một ông chồng, rồi sanh con, rồi gái, rồi trai, rồi ghen. Rốt cuộc mình không tự chủ được mình mà sống bởi người khác. Có hai cha con nọ đi mua một con lừa. Hai cha con dắt con lừa đi dẫn về, cái đi ngang sống hai cha con ngu thiệt, mua lừa không cởi. Rồi hai cha con nghe cũng có lý, phóc hai cha con lên lừa đi. Đi hỏi ăn ở bất nhân, hai cái mạng lên một con lừa. Thằng con nó tụt xuống, cứ nhường cho cha đi. Đi bởi vậy cha đời nay, cha ngồi trên lưng ngựa để con đi bộ, bởi cha đức, cha bất nhân. Rồi ông cha nghe có lý, tụt xuống để con lên. Đi hồi cứ hỏi gì con đời nay bất hiếu, nó ngồi trên lưng lừa cha nó đi bộ, nó nghe nó tụt xuống. Mà hai cha con từ lúc mua con lừa về tới nhà tụt lên tụt xuống. Rốt cuộc mình sống gì ăn vì người khác mà không biết được. Cho nên á, quý vị đừng có nghĩ rằng mình có con gái hay con trai. Tất nhiên bây giờ Phật tử này có ba gái cho bị người ta, có ba thằng trai không có con gái cho người ta thấy không tốt, rồi rủi gia đình nào bỏ con gái không ta thấy không tốt, ăn ở rồi sao để có người trai. Rốt cuộc mình sống như người ta chứ phải gì mình. À, rồi bây giờ ví dụ đi, có những gia đình trai gái đầy đủ, rốt cuộc sao nó quậy hết đủ đầy. Cho nên không phải dựa cái đó mà cái phước nghiệp của mình. Cái phước của có con là có phước, nhưng mà nhớ ngàn phước 25% thôi. Rồi bây giờ từ đây bắt đầu nó lớn lên nè, mình sẽ chuẩn bị mình biết mình là phước hay nghiệp. Cho nên ráng tu tập đó. Nuôi bây giờ mình có phải nói cái này là cái duyên. Đừng có nghĩ cái đó là nghiệp, cái duyên của mình với con trai.
Thì bây giờ mình ráng mình tu tập để mình chuyển hóa bản thân, để mình hướng dẫn con cái của mình, dạy dỗ cho con mình thành công đến người, dù là trai hay gái nó đều có khả năng đóng góp tích cực cho cuộc sống này. Quan trọng là mình biết đầu tư nó hay không. Đó. Xin thưa đại chúng, trong cái xã hội có những người người ta làm việc này, có những người ta làm việc khác, nhưng mà hãy làm việc nào để cho đầu tư hết mình vào công việc đó, để cho việc của mình nó tốt hơn, chứ không ai hơn ai cả. Ngay cả một cái người mà mở một cái công ty thu nhập những cái chai nước bán recycle, hay là thậm chí mà đi đổ rác chở những chiếc xe rác, cũng không thể gọi cái đó là cái nghề sạch. Nếu không có họ, cái xã hội này làm sao được ngăn nắp sạch sẽ được. Cho nên không ai tốt xấu gì cả, mà quan trọng là mình hết mình vào cái công việc của mình để mình có cái phước. Còn về việc sám hối, không phải đợi có con trai cả đống rồi bắt đầu mới nghĩ là nghiệp rồi đi sám hối, hay là đợi con gái rồi bắt đầu đi sám hối, mà tất cả đời sống của chúng ta đây, dù người xuất gia hay người tại gia, thủy chung chúng ta đều phải có phương pháp sám hối mỗi ngày. Về hình thức nghi lễ, quý vị chọn bất cứ cách nào. Sám hối ngắn vì sức khỏe không có, sám hối nhiều vì mình có thời gian hơn. Cái quan trọng là tâm sám hối, còn hình thức không sao hết. Tự nhiên lựa cái nào phù hợp với hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, gia đình của mình. Cái tâm sám hối, cái cách chuyển hóa mình sống nó quan trọng hơn là cái như mượn nghi thức để đưa mình vào cái khuôn mỗi ngày, mình theo cái phương thức đó mình cũng. Cho nên vì đó mà chúng ta có rất nhiều những cái hình thức sám hối khác nhau. Quý vị chọn cái nào phù hợp. Có một Phật tử nói rằng á, khi mà cô ở trong cái hoàn cảnh khổ và cô có cái cảm nhận là cô đồng cái khổ, cô cảm được cái khổ của mọi người, cho nên cô nguyện xin hết tất cả khổ của người khác, cố gắng. Bởi vì dù sao đi nữa cô cũng biết tu tập. Rồi cô hỏi giờ có sao không? Thì em cũng xin hỏi là từ hồi cô nguyện giờ cô có sao không? Nếu cô không sao là cũng sao, và cô không cần cũng sao. Còn cô mà lỡ có sao, em cũng biết làm sao. Đùa với cô vậy. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin kể để chúng nghe một tiền thân của Đức Phật. Thì Đức Phật của mình á, có một cái tiền thân, Ngài là một người con bất hiếu. Có một lần nọ, Ngài muốn đi, lúc mà Ngài còn là người thường á, thì trong một cái tiền kiếp, Ngài là một người con muốn đi buôn, thì người mẹ không có cho, vì nghĩ một mẹ một con, cho nên muốn giữ chân người con trai đó lại. Thì người con trai này á, nhưng mà bình thường người con trai này rất con hiếu, rất ư là con hiếu, thì chăm sóc mẹ được khoảng hai mấy năm, do tiếng gọi đi làm xa kiếm nhiều tiền, mà người mẹ cản trở, nói mẹ có một mình con ở lại với mẹ để hữu hỷ. Nhưng người con này vì cái việc đi kiếm nhiều tiền mà có một cái thái độ với người mẹ, thì khi chú bước ra cửa thì người mẹ chụp cái chân chú lại, và thậm chí mà quỳ xuống và năn nỉ để mà ở lại. Nhưng mà người con trai này quyết chí đi, cho nên người con trai này nắm tóc của mẹ kéo, thì dứt được tóc của mẹ thì người con trai này đi. Thì đi tới một cái đảo nọ, thì thấy bước lên đảo thì quá trời những cái sông suối, và người con trai này ở lại đó đi hưởng cái phước đó một khoảng thời gian. Đi tới một cái đoạn khác rồi ở thời gian, cái người con trai này cũng ra đi rồi qua một cái đảo khác thì cũng lại được cái phước hưởng. Rồi cuối cùng đi đến một cái nơi kia thì một cái cảnh khổ đau, và người ta bắt người con trai này, do những người ở hoang trong đó người ta bắt và để người con trai này lên cái mã lò. Và trong khi đau khổ như vậy đó, thì người con trai này nhìn qua thấy biết bao nhiêu người cỡ mình, thì người con trai này nó hỏi các anh gì tội gì mà ở đây. Thì
cái người đó nói chúng tôi làm một tội với nhau là tội bất hiếu với cha mẹ. Thì người con trai này bắt đầu chấn động được một cái lời vang như vậy, thì ông mới tự nhiên lúc đó cái tâm từ con nó khởi lên, thì ông nguyện: tôi xin nguyện chịu hết tất cả mọi tội lỗi, mọi khổ đau của những người con bất hiếu. Thì ông này nói như vậy xong thì lập tức những cái ngọn lửa trên đầu, những cái khổ đau xung quanh biến mất. Đây là một câu chuyện tại sao cái người con trai này trước khi chịu cảnh khổ đó mà lại được hưởng những cái phước của những cái não mà sung sướng, là tại vì cái phước đã chăm sóc mẹ ở cách đó 20 năm. Rồi khi hưởng hết cái phước đó thì ông phải trả cái nghiệp mà ông đã bất hiếu với mẹ. Nhưng mà cái giây phút mà ông khổ đau tận cùng á, ông không ganh tị, ông không ganh tị hay là thỏa mãn. Ồ, thì ra tôi ở đây đâu có cô đơn, cũng có những kẻ bất hiếu giống tôi, và đi làm bạn hay là thỏa mãn những cái vui là gì có những người cùng khổ mình. Nhưng cái người này đã khởi lòng từ bi, lòng từ bi đến tột cùng là tôi xin chịu tất cả mọi cái khổ của người đó, khổ xung lắm, nhờ đâu mà hết nghiệp, nhờ cái tâm từ mà khởi lên một cách triệt để như vậy. Không có một chút danh lợi, không bén một chút danh lợi, không bén một chút gọi là ganh tị với bất cứ gì, mà lúc đó lòng từ bi trọn vẹn. Thì ở đây khi cô khổ quá, nhưng mà cô nghĩ rằng biết đâu chừng cũng có những người khổ giống mình, nhưng nếu họ không biết tu, họ sẽ khổ, họ sẽ bài bạc, họ sẽ làm những cái điều sai lầm còn khổ hơn. Thôi dù gì đi nữa mình cũng Phật tử, biết đi chùa, biết nghe pháp, biết chuyển hóa, thôi khổ của ai để tôi gánh hết. Hay nói là rủa chúng là làm gì làm tôi cũng có uống, thôi ai có lây bệnh cho tôi tôi chịu cho, để có thuốc tôi uống, còn các vị nhà không có thuốc, lỡ quý vị bệnh không ai lo. Thì nói như vậy thì quý vị biết rằng cái lòng từ nó chấn động, nó làm cho mình cho dù thật sự cô phải chịu những cái khổ đó, nhưng cô không thật khổ là gì, đó là cô nguyện mà. Mình nguyện mà, cũng giống như quý vị nguyện hiến xác, nguyện nếu mà mình lỡ có mất đi, mà nếu mà đi học đó, mà người ta có sử dụng được cái gì của mình đó, mà mình sử dụng được đó, thì cho dù không có ai hộ niệm cho mình 8 tiếng nữa, hay thậm chí người ta đem mình vô người ta cắt mắt cắt tim, mình đau đớn cơ thể mà mình có khổ không? Không. Là vì sao có khổ? Đúng cái nguyện của mình. Mấy ngày nay ở bên này có quà để được hay tin một chú có quà quen, thì chú bị ung thư phổi có 3 tháng chú mất. Thì khi mà chú, trước khi chú mất, chú ký giấy hiến xác, thì có bà có liên lạc về để chia buồn với gia đình. Thì cô có kể cho bà nghe, cô nói: ông xã con trước khi ký giấy anh còn lo, nhưng khi ông ký giấy mà đi học là chấp nhận ông hiến xác rồi, ông nói trời ơi sao nhẹ nhàng quá, trong lòng bình an và hạnh phúc quá. Trước khi chết mà mình làm được một cái việc như vậy, bình an, hạnh phúc và sẵn sàng, thì khi chú mất đi, người ta có xin được cặp mắt của chú để cho một người khác, còn xác của chú y học sẽ tiếp tục lưu giữ để mà nghiên cứu y học. Thành thử ra cho dù chú có bị mổ xẻ cách nào, chú cũng không khổ đau và chú mãi được. Thì cũng, và ngược lại, Pháp Hòa cũng đã từng gặp những gia đình, không, và ví dụ có một cái cô đó cũng có 3 người con trai. Khi mà 3 người con trai sinh ra đều bệnh hết, bệnh tự kỷ, bệnh đa sinh rồi, thì người chồng thấy gì chán nản quá bỏ một, thì một mình phải ôm 3 đứa con. Thì khi cô gặp thì Pháp Hòa cũng có nói: cô đừng nghĩ đây là nghiệp của cô, mà cô phải nghĩ rằng đây là cái nguyện của cô. Có thể đời trước cô thương 3 đứa nhỏ này, nếu một người mẹ khác mà phải chịu một đứa con như vậy, cô là đã hết chịu nổi rồi, cố chi mình cô một cách 3 đứa. Cho nên cô phải thấy rằng đây là cái nguyện lực, và chính thí dụ nó là nghiệp đi,
nhưng đừng nghĩ nó là nghiệp, mà tự nhiên mình chuyển cái nghiệp này thành ra cái đại nguyện của mình. Hiểu biết không? Cho nên đó, trong cuộc đời này nếu chúng ta lỡ gặp những điều khó khăn, đừng nghĩ nó là nghiệp, mà nếu như nhận diện nó là nghiệp thì bắt đầu phát nguyện. Con nguyện tất cả những nghiệp này con sẽ được trả trong cái tâm nguyện của mình. Mà nếu nói cho cùng, đời này hiện nay anh đang trả nợ là tại anh có thiếu nợ, chứ anh không có thiếu nợ thì làm gì anh phải trả nợ đâu. Nếu mà nói cho công bằng thì ngày nay anh trả, chứ thật ra anh đã từng hưởng mượn cái của mượn của người ta. Có một ví dụ đi nha, mình lấy một vacation mình đi chơi qua Âu Châu, Việt Nam chơi tháng, trời lúc đi chơi hạnh phúc vui vẻ lắm, cái gì cũng mua cũng sắm, tại có thẻ để cà đó, cứ cà cà xong tới họ đi chơi kiếm nó về cái nhìn thẻ cà lắm. Tại vì cái lúc đi chơi này không cà thẻ, cà thoải mái vui vẻ với nhau, mà bây giờ dần dần nhìn cái lưu thấy cà lắm, rồi bây giờ bắt đầu đi cài nha, cài hai lớp ba lớp để trả. Nhưng mà khi trả như vậy có khổ không? Hả? À, tại vì biết rõ ràng rằng mình đã từng có những cái hưởng cái này là ngày tháng mà trả cái gì bình thường. Nhưng mà con người mình thường thường luôn lúc mà mình cà thẻ lên, lúc mà bắt đầu trả thẻ là nó tâm sâu con vui. Như vậy là mình không hiểu được nhân quả. Anh không nợ người ta lấy gì người ta đòi, người ta đòi anh ít là anh có nợ, cho nên rất là công bằng. Vì vậy cho nên nếu mà với cái nhìn tuệ giác có gì đâu buồn thì hồi trước hưởng thì giờ trả thôi. Ở đây luôn quý vị, nhiều khi mình lỡ nha, chính phủ cho mình tiền nhưng mà lỡ mình khai sao mình ăn lố tiền của chính phủ, đòi lại một đồng không lỡ. Nếu không có trả bây giờ không trừ tiền lương hàng tháng. Họ vẫn cấp nha, họ vẫn cấp đúng luật, nhưng mà họ biết mình đã tạo cái over của họ sẽ trừ đến khi nào mà hết. Còn quý vị vừa thiếu nợ ngân hàng, người gì mình với nhau nợ tiền cash thôi con đọc không sao, nhưng mà ngân hàng một đồng nó cũng sẽ gửi giấy nó đòi, đòi đến khi nào đồng hết mình trả xong. Nhưng lỡ mình trả dưới một đồng họ credit lại cho mình, rất là công bằng. Cho nên thưa đại chúng á, bây giờ á, mình có nhận cái gì đi nữa, mình buồn, mình khổ, mình trách, chứ thật sự mà nói nếu mình nhìn cho kỹ, mình đã từng phải có vay rồi, bây giờ mới có trả về, chứ có gì hết. Bất quá là có những khoản nợ người ta trả cho mình trả rất lâu, như là một cái mortgage của một cái nhà, một cái mortgage của một chiếc xe, chứ không phải của mortgage của một cái TV. Nếu mình mua TV á, trả trong vòng 12 tháng là hết rồi. Nhưng mà mua cái nhà trả 30 năm, mua chiếc xe trả 10 năm, 15 năm, tùy theo cái khoản nợ mình mượn. Và quý vị nhớ rằng những người cho mình mượn nợ như ngân hàng đi, đó, người ta mặc dù người ta cho mình mượn, người ta đòi mình sòng phẳng, nhưng người ta cũng làm gì? Quảng cáo nhiều lắm, khuyến khích nhiều lắm để mình mượn cái nợ đó đi. Cho nên trong cuộc đời này mình vay của ai thì mình phải trả cho người đó. Và có đôi khi á, mình ăn hiếp người ta một cách dễ dàng thì mình có nghĩ rằng cái đó là cái phước nha, mà nó coi như một là ta trả cho mình, mà hễ mà ta trả mình đòi quá thì cái gì dư thì nó lại. Cho nên nó vừa tật vừa là tốt. Thì theo cái lời nguyện của cô, nhưng mà cái đó là cái lòng từ cô phát nguyện, cô cũng không có gánh được cho ai, nhưng mà lỡ ví dụ cô có thì nữa cô cũng không khổ, tại vì đó là nguyện lực của mình. Để thôi. Dạ kính thưa thầy, dạ con là Lê Tấn Phước, pháp danh là Thái Minh Tâm. Thầy khi hôm thầy cũng biết và bà con cũng biết là tại chùa là kiêm nhiệm chân không, bà con đến rất là đông. Và thầy Nhuận Thiện nói rằng là còn đông hướng lên ngày mùng một và đâu đông hướng lên là tốt nhất thường đó. Còn hồi sáng nay ở tại chùa Thanh Nguyên, dù rằng là buổi sáng trong ngày làm việc
nhưng mà cũng rất là đông. Rồi tối hôm nay tại nhà của chị Vân đây, và thật sự trong số những người có mặt đây, chị Vân biết của ít thôi mà đa số là những người lạ không, mà tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái câu hỏi con là tại sao thầy được mọi người lại là nhà mộ đất như vậy? Con hỏi như vậy mà thầy không mừng người ta rồi. Con xin phép được trả lời. Không phải tại hải ngoại đâu, mà ngay trong nước cũng vậy đó. Thầy thích pháp hòa của chúng ta rất là nổi tiếng. Tất cả hầu như là mọi nhà ngày nào cũng người ta cũng mở mấy lần mở YouTube lên để mình nghe thầy pháp hòa giảng pháp, và nhất là cái xứ mà Tiền Giang miền Tây là xứ Cần Thơ của thầy pháp hòa lại còn mở mấy con của cả nhà cả xóm nữa. Tại sao vậy? Bản thân của cá nhân chúng tôi rất lấy làm tiếc là tôi sinh ra sớm hơn thầy pháp hòa tới 27 năm rồi. Nếu như mà tôi sinh cùng lượt với thầy pháp hòa thì tôi cố gắng với thầy pháp hòa, thầy tới đâu tôi thầy tới đó. Nhưng mà bây giờ thì thời trẻ rồi, tôi cố gắng, tôi phải mở YouTube, phải lên tu viện Trúc Lâm để download những cái bài giảng của thầy, đã nghe ngày nghe đêm, nghe trên xe, nghe lúc này nghe lúc kia, nghe hoài suốt cả ngày. Bởi vì sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì những lời giảng của thầy nó đi sâu vào lòng của chúng ta. Thầy giảng rất là nhẹ nhàng, lời giảng của thầy rất là dễ hiểu, thầy giảng tức là chúng ta hiểu tâm đó. Tất cả những cái gì mà chúng ta đối xử trong ngày đó, trong cuộc đời, trong gia đình chúng ta đó, chúng ta đối xử với bạn bè, đối xử với những người đồng nghiệp, đối xử với chồng, với vợ, với con, và chúng ta có được những cái hạnh phúc hay không đó là chúng ta có nghe theo lời của thầy pháp hòa hay không. Và cũng nhờ cái lời thầy của thầy pháp hòa giảng này thì chúng ta mới thấy là chúng ta giống như là cái đời sống gia đình chúng ta được cải thiện được phần nào. Và bởi vậy cho nên chúng ta lại càng phải nghe thầy pháp hòa hơn nữa. Vô tay chưa? Thưa thầy và thưa quý bà con, chính bản thân cá nhân của tôi đó, chúng tôi trước đây không biết thầy pháp hòa là ai. Nhà tôi đi làm được cái cô đồng nghiệp đó về nghe thầy pháp hòa này hay lắm đó. Nhà tôi về âm thầm nghe, ôi anh ơi thầy pháp hòa giảng hay lắm. Tôi mở lên, wow, hay thiệt. Và phải thú thật như thế này, tôi không có thầy, tôi không có bà con, nhờ trong một thời gian dài nghe những lời pháp giảng pháp của thầy, nghe ngày nghe đêm, mới nghe không đủ là tranh thủ lúc lái xe nữa. Cho nên phải nói là cái lòng tôi đó nó rộng lượng hơn, nó thoải mái hơn. Những cái câu mà người ta nói hôm trước đây tôi thấy rất là khó chịu, mà bây giờ tôi lại thấy là ô không có gì cả, tôi cũng khỏe, không có gì. Đó, cái hay là cái chỗ đó đó. Và cái mà chúng ta mà càng ngày mà càng theo thầy pháp hòa là cái chỗ đó, thì tôi nhắc lại tôi tiếc rằng tôi xin trước thầy pháp hòa tới 27 năm nhiều quá, mà thưa thầy dù vậy nhưng mà con cũng dám con theo thầy, thầy giảng tới đâu con dám con nghe theo tới đó. Và nhân cái buổi họp mặt mà sinh hoạt thân mật ở nhà chị Vân ngày hôm nay, con xin phép tri ân thầy đã giống như là đã cho phép đã làm cho cái tâm hồn của con, cũng như xin phép bà con cho tôi xin thưa thầy bà con cảm ơn thầy luôn, tri ân thầy luôn, là đã cho chúng con càng ngày càng thấy thoải mái hơn, từ trong gia đình của chúng con càng ngày càng thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Xin thành thật cảm ơn thầy. Chú nói là tất cả phần lớn quý vị hâm mộ, còn chú lên chú nói là may á, là tôi lớn hơn thầy 27 năm á. Nếu mà tôi bằng thầy á, còn tôi theo thầy, đó kêu là hâm he. Không biết hâm dọa không vậy. Thực ra thưa đại chúng thì Pháp Hòa rất là cảm ơn trên từ quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả bạn bè
bằng hữu đạo hữu tăng thân đại chúng, và đã cho Pháp Hòa cái nhiều cái niềm vui là bởi vì chúng ta cùng còn được ngồi lại để tu học với nhau, để ôn tụng lại những lời Phật dạy. Và Pháp Hòa cảm ơn đại chúng nhiều lắm. Rồi bây giờ câu hỏi cuối ha. Trong này có một câu hỏi cuối cùng là: kính thưa thầy, bệnh có phải do nghiệp mà ra không? Phải không? Bây giờ trước hết mình nói lại chuyện nghiệp một chút để mình nắm cái khái niệm, mình nói cái chuyện bệnh. Nghiệp là do cái thói quen của mình. Nếu như mình làm một cái điều gì tốt mà nó thành một thói quen thì cái đó là nghiệp tốt. Mình làm một cái việc gì xấu nó thành một thói quen và là nghiệp xấu. Như vậy á, bệnh á đều do cái sự cái nghiệp, mà không phải tự khi khẩm về nó cái tên. Suy cho cùng nghĩ tạm thì do chúng ta có một cái nghiệp ăn uống tiêu thụ hàng ngày không có chánh niệm, không cẩn thận, mà nó có bệnh có. Ví dụ nè, có nhiều khi mình phải đi làm, rồi cái công ăn việc làm đó nó không cho mình được cái khoảng thời gian ăn uống đúng giờ, mà làm gì lâu ngày như vậy cái mình đổ là bệnh. À không, thì nếu mình không có đổ thừa là cái diễn nghiệp này, nếu mình không phải là mình đổ thừa cho một cái nơi nào, cái chỗ nào, cái cuộc nghiệp nó chạy tới đó, mà do cái cách sống thành một thói quen. Chúng ta đã nhịn ăn quá lớn, rồi đến khi nào mà ăn thì ăn lại quá chừng, vì cái cách ăn uống mình nó không có điều độ chừng mực thì chúng ta sinh bệnh. Vậy thì chữ nghiệp này chúng ta nên hiểu là do cái thói quen cách sống ăn uống của mình, chứ đừng nói là nghiệp hiểu vậy cái tự mình có cảm giác như ở đâu có chuẩn bị một nghiệp bệnh á, thấy người nào dễ thương chuột. Tất cả rồi, ví dụ bây giờ mình ngược lại, bây giờ mình bệnh rồi, bắt đầu mình nhận diện ra là cái cơ thể là nó bệnh tật vậy, bắt đầu mình chuyển nghiệp, thế là mình điều để ý là cách sống của mình mỗi ngày. À, ví dụ như có nhiều người hồi đó uống trà, uống cà phê ban đêm ngủ vẫn bình thường, nhưng có một lúc bây giờ tự nhiên sao mình uống cà phê uống trà nó không ngủ được nữa, thì tự mình biết rồi, cơ thể mình nó không chịu được nữa rồi, thì bây giờ phải cắt cái chuyện uống cà phê uống trà ban đêm đi để mình có được một giấc ngủ tốt. Tất cả là mình thói quen như vậy, rồi bây giờ mình nhận ra được cái gì thì mình chuyển cái thói quen đó thì gọi là chuyển nghiệp. Vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình có một thói quen đi làm về là mình giúp cái đôi giày đó, vớt cái áo đó, đồ đạc mình lung tung, ngày nào cũng giống nhau, thì cái nghiệp đó của mình phải không? Rồi bắt đầu vợ mình bước xuống nhà, bắt đầu cái nghiệp cổ sẽ sanh từ những cái áo đó. Cổ máng cái áo lên là bắt đầu cổ càm ràm, cổ sắp đôi giày cổ càm ràm, thành thử ra mỗi ngày nghiệp sống của mình là vừa phải. Cái nghiệp của cổ là máng áo và la nói, thành thử ra làm gì mà cứ nói hoài vậy, thì hai bên nó phải tương nghiệp với nhau. Thành thử mình sống với nhau đó là quý vị nhớ là mình sống thì mình làm hạnh phúc cho nhau, chứ mình không phải để mình tạo nghiệp với nhau. Đó là có bà nói một cái đơn giản như áo quần vừa bãi thôi, chứ chưa nói nếu chúng ta có những hành xử tệ hơn do mình như vậy, cho nên người kia cũng như vậy. Tất cả nó đều có cái tương tác với nhau để nó tạo nghiệp với nhau đấy. Vậy thì mục đích của người Phật tử đi chùa nghe pháp học hỏi để làm gì? Để chuyển những cái đó, để chuyển những cái nghiệp đó, để chúng ta thật sự cái gì gọi là hạnh phúc không phải ai cho mình, mà do cách chúng ta biết chuyển nghiệp của mình, chuyển từ cái nghiệp xấu thành ra cái nghiệp tốt. Hồi đó mình không quen ăn sáng, và bây giờ có một đến lúc sức khỏe mình nó yếu đi thì bác sĩ nó thôi ráng ăn tập ăn sáng cho nó quen, ăn sáng dù sao vẫn tốt hơn ăn khuya. Không, mà người ta hay nói gì, ăn sáng là vua ăn,
ăn trưa là thường dân ăn, ăn tối là ăn mài ăn. Nghĩa là người ta muốn nói ăn sáng là bữa ăn tốt nhất cho cơ thể, tại vì sau 8 tiếng mình ngủ. Vậy thì cơ thể mình cần một khoảng thức ăn vào để nó hấp thụ và nó nuôi dưỡng cơ thể, cho nên ăn sáng. Còn nếu ăn trưa là có ăn cũng được, ăn cũng sang thì không đến ở tệ, cho nên thường dân ăn. Nhưng mà buổi từ bắt đầu chiều đổ đi, mình cứ ăn mà càng ăn tối chừng nào thì lại không tốt chừng nữa cho cơ thể. Nếu mình ở một cái tuổi thí dụ như 15, 16, 20 đó là có thể nó không sao, vì cái tiêu hóa nó tốt. Hồi đó có bà mới vô chùa tu 15 tuổi, trời ơi đói dữ lắm, cho nên ăn chiều rồi đôi lúc buổi tối rất là đói bụng. Thì có cô Phật tử cũng thương, cũng biết ở chùa buổi chiều đâu có đủ cơm ăn, tại lúc đó có mấy thầy trò sống mà ông cụ mà ông nấu chịu trách nhiệm nấu cơm là ông tâm lường từng chút, không phải hà tiện, mà ông sợ ăn bông mùi lắm, cho nên ông đó thầy ăn một chén, tôi một chén, chú này hai chén, là ông làm đủ ngày bốn chén không dư thòng. Mà buổi chiều nào mà có khách một cái rồi là thôi mình không có chén nào luôn, mình ăn chút tóm. Thì cô thông cảm, cho nên cô đi tụng kinh tối, cô sắp theo. Có bữa cô làm cho miếng mì, có bữa cô làm miếng bánh thì cho ăn. Sáng ngủ dậy ăn cơm nguội nè, ăn sandwich nè, đi làm ăn dữ lắm. Mà hồi đó là Phật Hòa là sợ ai cho ăn bún ăn mì lắm, tại vì nó đói, cho nên làm gì làm phải có chén cơm. Mà đến một cái độ tuổi nào rồi á thì mình ăn một chén cơm là chịu không nổi. Bây giờ là bữa chừng 2-3 muỗng cơm là đủ, là nó no cả buổi cả ngày, là mình biết cái cơ thể mình, cái hệ thống tiêu hóa mình nó không tốt rồi, thì tự mình lượng sức mình. Mấy ngày nay qua đây rau luộc ngon quá, cho nên ăn luộc, ăn rau là chính. Ăn nhiều khi ăn cả dĩa rau luộc, ăn chút xíu cơm. Vậy thì nó khỏe lên, ngồi nói chuyện mới nổi. Thì ở đây, hồi xưa mình trẻ, mình sống trong cái nghiệp đó, nghiệp mê cơm. Nhưng mình biết một cái lúc tuổi nào rồi không thể tiêu hóa thì mình phải chuyển cái nghiệp đó, dù có thèm cũng phải giảm. Ví dụ quý vị tiểu đường nha, đó giờ thèm cơm lắm, không dám ăn. Vậy thì đó là cái cách tới cái lúc mình phải chuyển cái thói quen, cái nghiệp của mình. Chứ đừng có quan niệm là nghiệp từ đó mà ai dục ai quan cho mình. Nghiệp là từ cách sống của mình, đơn giản đó. Vậy thì mình, Đức Phật dạy á, con người chúng ta có thân nè, thấy không? Trong cơ thể mình là có bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Thì do chúng ta ăn uống tiêu thụ hàng ngày mà đất, nước, gió, lửa có chuyện, cho nên tính ra là có 400 thứ bệnh do bốn cái chất đất, nước, gió, lửa này. Nội thì quý vị thấy nội có uống không? Đủ kiểu uống đó. Nước mát, nước nóng, nước đủ các nước mà hãy mình đưa cái gì vào cơ thể mình không chịu, một là phát lạnh, hai là chất nóng, vân vân. Nói tóm lại, bệnh hoạn là do mình ăn uống mà ra. Tai họa là do cái miệng mình nói. Cái miệng của mình nó có hai việc, một là nói, hai là ăn. Mà ăn tầm bậy tầm bạ thì bệnh, nói bậy tầm bạ thì mắc họa. Dạ, vậy thì bây giờ quý vị hiểu bệnh do nghiệp, không phải nghiệp gì hết, mà nghiệp tham ăn. Nghiệp không biết chuyển hóa cái ăn uống điều độ tiết chế của mình vậy. Vì vậy mà trong cái lời mà quán năm điều trước khi ăn đó, Phật có dạy câu này rất rõ này: khi ăn nên nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham ăn và tật ăn uống không có điều độ, không có chừng. Khi mình ăn mình phải đọc năm điều quán tưởng, và cái điều đó là điều quán tưởng thứ ba, phải không? Điều quán tưởng thứ ba là khi ăn chúng ta phải nhận diện những tâm hành xấu. Vậy thì trong khi ăn tâm hành gì mà nó khởi đấy? Chỉ có cái tâm tham ăn nó khởi. Tâm hành xấu trong lúc này là tâm tham ăn, và phải nguyện ăn uống có chừng mực. Cái thứ tư Phật dạy là chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, gọi là nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo vệ được môi sinh.
Và mình nếu mình luôn quán rằng mình ăn đây là chỉ vì duy trì cơ thể để sống tốt, vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân tình huynh đệ để sống làm lợi cho đời cho người, nên con thọ nhận thức các mặt quán như vậy để chúng ta bớt cái tham đó. Và phải thấy rằng ăn để duy trì mạng sống mà làm việc thiện, chứ không phải sống để tham đó. Người ta thường nói ăn để sống, không phải sống để ăn. Nhưng mà dưới điều kiện ăn thế nào để sống, ai muốn sống nhưng mà ăn không đúng là mang bệnh tật. Cho nên ví dụ như hàng tháng, hàng năm quý vị gửi tên cầu an, gửi lời chùa cầu an, và trong tâm nguyện của mọi người đều mong muốn mình sống khỏe. Nhưng hãy nhìn lại cách mỗi ngày mình sống. Thuốc lá mình có bỏ chưa? Rượu chè mình có bỏ chưa? Xì ke ma túy mình có bỏ chưa? Bây giờ mỗi ngày ghi tên cầu an cũng bao nhiêu cho Phật, mà cái đó nó vô cơ thể hoài cũng không ai làm gì được. Mình cầu lắm chịu kiếm đi, mình phải chuyển cái nghiệp sống của mình đi. Ví dụ như bây giờ mà mình hút thuốc được 20 năm rồi, giờ bắt đầu thấy tuổi này bắt đầu hơi ho ho rồi đó, hút vô là cũng khỏe rồi đó, thôi giảm đi. Chưa có thể bỏ được thì giảm đi. Giờ từ từ bắt đầu mình bỏ, tại vì mình đã hành hạ cái lá phổi mình mấy mươi năm rồi, đã đến mức phải thương nó một chút. Nó mà nghe mình mà thương nó sẽ thương mình, nó tiếp tục nó cho mình sống khỏe cả vậy. Mà rõ ràng quý vị thấy là tim gan vào hỏi tất cả nó sống cho mình, nhưng mình không có sống cho nó. Mình ăn uống mình đem luôn biết bao nhiêu độc tố để tàn hoại cái thân thể của mình. Vậy không phải nghiệp là gì? Vậy thì nghiệp đây là gì? Nghiệp là cái thói quen chúng ta không biết tiêu thụ những sản phẩm lành mạnh vào trong cơ thể. Vậy thôi. Và hiểu được chuyện nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ thấy tích cực trong sự tiến hóa. Chứ đừng có nghĩ là ai đó giúp cho mình cái cuộc nghiệp đó, do thương ghét gì đó. Dạ không, từ tất cả đều từ các sót của mình. Người ta thương mình, người ta ghét mình, cũng tùy vào cái cách sống của mình. Nếu mình chưa dễ thương thì mình nhìn lại để mình làm sao mình được dễ thương. Mình biết người đó có vấn đề với mình thì khi đối diện với người đó, chúng ta phải sửa đổi như thế nào để đừng tạo thêm cái sự quán ghét người đó. Như vậy chúng ta mới là cái người biết sống, biết sống và biết đối xử mọi, ứng xử mọi việc trong cái tâm niệm bậc hạnh của mình. Cảm ơn đại chúng. Còn có hỏi gì nữa không? Dạ, mời chị. Cái câu hỏi là một người con đường ra nước ngoài thì nghĩ là cái ơn đức của cha mẹ, cho nên đã thường gửi sự giúp đỡ về để trợ duyên cho cha mẹ có sự sống. Nhưng mà ngược lại thì cha mẹ không phải lấy cái đó làm vui, mà cha mẹ lại buồn vì thương con mình, thấy vì mình mà con mình phải bôn ba vất vả đi làm cực khổ để nuôi cha nuôi mẹ. Có phải vậy không? Thì thật ra đó, thầy mừng đó là cha mẹ được nghĩ như vậy. Tại vì còn hơn có những bậc cha mẹ là nghĩ sao? Đã đến lúc nó phải trả cho tôi, trả nước cho tôi, cho nên giờ là mình gửi bao nhiêu cũng đủ hết. Gửi bao nhiêu cũng đủ hết, cái này còn tổ hơn. Anh hiểu không? Thành tử ra, nếu cha mẹ còn biết nhận của mình, mà biết thương mình, rồi bây giờ cái này nó dễ chữa hơn cái kia. Mẹ ba, đừng có lo. Con biết cha mẹ không cần con giúp đỡ, nhưng mà cha mẹ cho con làm một bổn phận nhỏ của con, đó là gửi về cho cha mẹ hàng tháng để cho ba mẹ có tiêu dùng, và con cũng yên lòng là con đã làm được gì cho ba mẹ. Miễn ba mẹ đừng có đòi hỏi hơn thì con cũng có, còn ba mẹ an lòng ở những gì con gửi thì con sẵn sàng. Và con cảm ơn ba mẹ đã cho con làm được việc đó. Tại vì cái trường hợp mà ngược lại đó, nó nhiều hơn cái trường hợp này. Tại con người xin thưa đại chúng là khi mình có tưởng rồi thì ít khi nào mình biết điểm dừng. Tao sẵn nữ và cha mẹ được cái điều này thì phải thấy rằng cha mẹ
là những bậc cha mẹ khó suy nghĩ, là cái chuyện này mình dễ khuyên hơn. Còn cái mà tiêu dùng nó quá đáng thì khó khuyên hơn. Ờ thì cái cách của mình ha, hiểu không? Đừng có là buồn, mình cũng đừng buồn là tại sao ba mẹ cứ nghĩ như vậy. Tại vì đó là tình thương của cha mẹ. Thì bây giờ ba mẹ thương con, ba mẹ nghĩ vậy, thì ba mẹ cũng thương con, cho con làm được cái nghĩa của con là con phải làm lại gì cho ba mẹ. Miễn là sao rồi tương đồng cái tình thương và mình trợ đúng lúc. Nếu như lỡ mà cha mẹ đòi hỏi mình quá mà không có làm sao. Trường hợp này có còn gặp rất nhiều. Gặp rất nhiều là con cái bên này khổ vô cùng. Là gì ở vợ đòi nhiều quá không đủ. Thành tựu là thôi cái này dễ chữa hơn. Càng tôi cách mình chia sẻ. Dạ. Con thấy thầy nhìn nhìn như vậy, tức là thầy tìm những người đặt câu hỏi. Thầy của con. Hôm sau tại đại chùa Thanh Nguyên, thầy có nói rằng ai mà muốn đi học về thần thông đó, thì theo ngài một kiểu niên. Ai mà muốn tu của hạnh đó, thì theo ngài phải giúp. Bây giờ để lý giải tại sao mà chúng ta đi theo thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa tới Cali, bà con Cali đi theo. Tới New York, bà con New York đi theo. Qua cho bà con Châu đi theo. Tới Hawaii, bà con Hawaii đi theo. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta muốn nhìn cái gương mặt từ hòa của thầy Pháp Hòa. Chúng ta muốn nhìn cái gương mặt đẹp của thầy Pháp Hòa. Bà con vỗ tay thì tôi xin cảm ơn. Chúng ta được dùng như vậy trai hay đẹp đối với thầy nhiều cái lâu vậy thôi vô nghĩa mà thật sự là có một thầy rất là tình hòa. Khi hôm tại thiền viện chơi công nhà tôi mua gặp thầy Pháp Hòa ngồi là cả tôi nhìn thầy Pháp Hòa mắt thầy sáng ra. Thưa quý vị, đó là cái gì đó? Đó là nội dung là hầu qua thì mỹ. Rồi cái chuyện như thế này nè, anh vợ chồng anh Dũng đâu rồi? Dũng đâu rồi? Dũng đâu rồi? Ở Hilo đó, thầy Pháp Hòa thì thầy nói đó, đáng lẽ là hôm nay là rồi rồi đó mà phải ở lại để gặp thầy Pháp Hòa. Tại sao vậy? Bởi vì có thể là chờ đó trên để chờ coi trên YouTube. Không thì phải ở lại đâu, ở lại định muốn trực tiếp diện cứ nhìn thấy Pháp Hòa. Bởi vì tôi cũng dám dù cũng chung ngang nhiều khi nói như vậy dù tên đó có vẻ hơi vô lễ, nhưng mà như thế này này, nói một cái gì nói mà thật sự đó, chúng ta được gần Phật các không cần nghe Phật giảng, chúng ta chỉ nhìn mặt Phật thôi chúng ta thấy an lòng, chúng ta thấy thoải mái rồi, và có thể nhờ vậy mà chúng ta cũng được là cái thằng Bồ Tát cũng có. Thì vô thầy Pháp Hòa, thầy nói thầy là tuổi trẻ nhưng mà thầy là một người rất là đạo đức, tôi không phục đó, rất là không phục. Tôi chưa thấy một vị tu sĩ nào trẻ mà có tài có đức như là thầy Pháp Hòa của chúng ta. Ngoài cái việc mà chúng ta đi theo thầy để nghe thầy giảng rồi đó, thì việc chúng ta đi theo thầy để mà trực tiếp nhìn thầy, đối diện với thầy, vậy chúng ta có thể coi như qua đó chúng ta hấp thụ được cái năng lượng của thầy, hấp thụ được cái từ ái của thầy, và giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn. À, xin hết ạ. Trong một gia đình cũng vậy, chị em cũng vậy, có nhiều khi người lớn nó làm ảnh hưởng tới đời sau. Đó, hai chị em giận nhau rồi cái nói gì làm cho chị em bạn gì cho thế hệ con nhau không gần nhau được. Tại mẹ hai mẹ ở trên không hòa thuận thì làm sao mấy các cháu mà lẽ ra mình phải làm sao để nghĩ đến cái xa là hết đời mình. Ít ra đàn con của mỗi bên nó còn ngồi lại với nhau, nó nhìn nhau là bà con, chị em bạn gì, anh em cô cậu, anh em chú bác không mình. Tại chúng ta quên cái phần ước niệm, chúng ta quên ước niệm mà chúng ta chỉ ước niệm cái xấu cái dở của người kia, để rồi chúng ta muốn vậy thì cái cách sống mà chúng ta quên ước niệm cái thiện lành của nhau. Để làm gì mà thật sự đã gần gũi với nhau thế nào cũng phải có cái thiện cái lành chứ, không có sao từ đầu nó có cái đẹp được.
cho nên phải nuôi dưỡng cái đó. Cái thứ hai, nhiều khi mình sống mình thấy những cái cảnh khổ của người, cái mình có cái khởi tâm. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài đi xuất gia cũng vì cái việc ngài thấy cái cảnh khổ là cái con vật lớn nó ăn con vật nhỏ. Ví dụ như ngày thấy người ta đào cái cuốc đó, người ta cuốc đất lên thì cái con trùng nó rất là ngang, thì một con chim sẻ nó xà xuống nó mổ con trùng, thì nó vừa mổ xong con trùng nó bay lên không bao xa thì con quạ nó bay lên nó đáp cái con chim sẻ đó. Thì ngày thấy một cái cảnh thú lớn tranh ngồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm lớn cắn mặn được yếu cuồng. Nghe thấy cái cảnh đó. Chúc hát bài đó. Cho nên đó, đó là năng lực ước nguyện. Vì chúng ta có thấy cảnh khổ cho nên khởi tâm. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy cảnh khổ khởi tâm. Ngài Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh khổ mà khởi tâm. Ngài Diệu Sư thấy cảnh khổ của bệnh tật và ngài khởi tâm. Nhưng mà trên đời không có khổ, trên trời sung sướng, cho nên không có khởi tâm thương xót. Trừ khi nào họ qua họ thân tập lòng thân bi, họ nhìn xuống cảnh khổ họ mới thương. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa chúng ta hay nghĩ rằng các bậc ở trên nhìn xuống cõi đời, thấy cõi đời còn quá nhiều khổ đau nên các ngài thể nguyện trở lại. Và bây giờ qua đây là chúng ta ở một cái cảnh xứ. Không mà thấy có những người ở Việt Nam cũng vậy. Hồi xưa người ta cũng khổ, bây giờ người ta làm ăn được, cái bắt đầu người ta thương mấy người nghèo. Việt Nam mình có những người người ta làm từ thiện lớn, người ta xây nhà, người ta bố thí, người ta làm rất nhiều việc lớn. Tại vì sao? Tại họ biết thương mình. Bây giờ họ giàu có, họ có tiền, họ thương lại người nghèo. Có những người làm rất nhiều cái việc thiện sự, cho nên đó là cái năng lực thứ hai của con người. Năng lực thứ nhất là gì? Năng lực dũng mãnh. Năng lực thứ hai là năng lực ước điểm. Nhưng mà cái năng lực thứ ba là gì? Năng lực phạm hạnh. Bởi vì chúng ta có nhớ nghĩ, có thương xót thì chúng ta có đi tới hành động. Mà chính cái hành động là gì? Hành động là cái action. Phong và nhớ có một cuốn sách tiếng Anh, cái cuốn sách đó tên là Love in Action, nghĩa là chúng ta thể hiện tình thương qua cái tâm nguyện của mình, qua cái hành động của mình. Cho nên đồng ngồi đây, tại sao một người mẹ ôm một đứa con 2-3 tiếng đồng hồ cho nó ngủ tê cả tay mà vẫn không dám nhúc nhích? Nếu không có cái năng lực thương xót thật đứa con mà thương con mình đâu làm được. Thức khuya dậy sớm, nó ngủ, nó khóc đều phải chăm sóc đó. Đó là năng lực của mình. Cho nên tại sao các Bồ Tát, mình thấy các ngài làm những cái công việc độ đời và độ hoài độ hết. Bằng chứng này, Kinh Địa Tạng nói tại sao có những chúng sanh họ được ngài Địa Tạng cứu độ rồi 2-3 ngày sau thấy họ lọc luôn lại. Trong cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm của ngài thật hiền nói cửa địa ngục có sáng ra là tối vào, nghĩa ý nói chúng sanh mình cái cách sống của mình đôi lúc mình quên tu tập, vừa hết khổ cái thôi là quay lưng đã làm tội lỗi rồi. Cho nên nhiều lúc giận nhau, nói nặng nhau và xin lỗi mới làm về đâu được sáng mà chịu có chuyện nữa. Cho nên là chúng ta cứ khổ hoài. Vì vậy cho nên đó là ba năng lực: năng lực dũng mãnh, năng lực ước niệm, năng lực phạm hạnh. Nhờ có cái ước niệm nhớ nghĩ cho nên cái việc làm nó đang xa, nó kiên trì và nó làm được. Ba cái này nó hỗ tương cho nhau. Mặc dù mình phân tích là có ước niệm, có dũng mãnh, có phạm hạnh, nhưng mà bây giờ quý vị thấy trong việc làm có ước niệm không? Có không? Có chứ. Tại nếu không có suy nghĩ thì làm sao có việc làm? Đó, bây giờ này mình nấu bữa ăn cho đại chúng. Đó, đại chúng hôm nay tới với chùa đại có gì? Còn ví dụ giờ hôm nay chùa đại chúng riêu đi, thì
thì cũng phải nấu làm sao mà đại chúng có thể mọi người có thể ăn. Thì cô nấu cô ăn cay, cũng đâu thể nấu quá cay được, ăn cho có lượng cay của cô sao người khác ăn. Cho nên cô cũng nấu vừa chừng, ai thích thì thêm. Chỉ cần một bữa ăn thôi, mình để ý mình thấy có rất nhiều. Thường thường có quà cái tập cho mình một cái cách như vậy để chi mình biết trên quý. Đi tới đâu ai làm gì nó có quà hay nhìn. Xong là có quà cảm nhận. Không có tình thương không làm. Không có tình thương dù chỉ là một cái khăn mặt. Dù chỉ là một cái nước. Mấy thầy mấy chú ở trên chùa nhiều lúc lên phòng gõ cửa nói thầy ơi xe tới để rước đi đám tang. Phong Hòa ra tới cửa thì thấy mấy chú đi xuống tới đó quay rồi dẹp Phong Hòa lại. Chỉ cần một cái hành động nhỏ lắm thôi, nếu chú hời hợt chú đi ra, mình tự đi mò giày đi cũng được vậy. Đâu có ai nói gì đâu, mà đâu có ai ép uổng gì mấy chú phải làm điều đó đâu không. Nhưng mà mình xuống tới cầu thang thì mấy chú đã để đôi giày sẵn cho mình, mà quay lại cái biết chiều cầu thang rồi đi xuống để mình mang đôi giày vào. Chỉ một cái hành động nhỏ đó thôi thì Pháp Hòa cũng biết trân quý. Tại vì nếu người đệ tử đó không có ước niệm thì không đi ra trọng hạm cho việc này, phải không? Và nếu không có cái mà mình mang đôi giày đó mà mình không có nhớ nghĩ cái công ơn, cái appreciate cái hành động đó, thì mình cũng thiếu sót cái người đó. Tại sao người ta ước niệm mà mình không ước niệm ta? Mình đi làm sắp về tới, vợ hay chồng hay ai đó chuẩn bị một con cơm thấm cho mình ăn, vì mình muốn mình ăn một bữa cơm thấm. Vậy mình ngồi vô bàn mình không ước niệm cái gì, muỗng đũa con sẵn, cái gì cũng sẵn hết, mà bắt đầu sân hận chê khen, thì có phải là mình không có tương đồng? Cho nên vợ chồng Đức Phật dạy kỹ ở trong kinh, Đức Phật có nói vợ chồng muốn sống hạnh phúc, vợ chồng phải có bốn cái đồng giống nhau, trong đó có một cái đồng tuệ, trong đó có một cái đồng tuệ là trí tuệ hiểu biết, có một cái đồng là thí, có cái đồng thí nghĩa là mình phải cùng dân thí cúng dường để tương đồng. Cho nên người đó đã làm cho mình rất nhiều việc mà mình thiếu đi cái sự ước niệm, họ không ước niệm mình, họ làm gì nữa mà nhức 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 nhức. Nhiều khi sáng mình thấy có vị đã gọt sẵn một dĩa trái cây, mà đâu phải người ta gọt trái cây ta để đại trong cái dĩa đó, nó sắp xếp cho nó có ngăn nắp. Ví dụ như lê táo ta để một vòng, ở giữa ta để mấy cái dâm. Nhiều khi tất cả những cái điểm nhỏ đó. Và thưa đại chúng quý vị, tập tập làm như vậy, tập sống như vậy, tập ước niệm như vậy trước hết, để mình tương đồng với ước niệm của người ta, để trân quý ước niệm của người. Có những người ta tới cái cầu thang, người ta thấy dép vừa bãi, người ta lại không xuống, rồi người ta sắp xếp đôi giày để dép cho nó ngang. Tự nhiên ở đâu con cái lâu của mình nó nằm không có ngang đâu. Như vậy thì rõ ràng mình không thức chuyện thì người ta làm, mà mình cứ sống uống xả là cái chuyện của mình. Cho nên chính vì vậy mà tại sao cái khổ chúng ta không tới chúng ta ngoài, vì chúng ta đã sống thành một cái tập nghiệp, chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ tới. Mà như vậy là cái phước nó hay sao? Nhưng mà ngược lại người khác phước xong là gì? Người ta biết nghĩ tới mình. Người Việt Nam mình dạy như vậy này: mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Thà đứa này người ta luôn luôn, người ta sống, người ta nghĩ tới mình, cho nên cái phước tinh thần người ta có. Người ta nghĩ tới mình cho nên ta hành động, cho nên ta sạch. Còn mình được hưởng mà mình không biết nghĩ tới người, ta hưởng không. Mà hưởng rồi thì hết phước thì cạn phước. Cho nên không có gì lạ. Tại mà phước hết thì nghiệp hết, mà nghiệp hết thì phước về. Cho nên cái người người ta muốn chuyển nghiệp, quý vị muốn chuyển nghiệp ha, quý vị cứ tập
nhỏ nhỏ là cuộc sống, thấy bất cứ cái gì nhỏ nhặt cứ làm tạo phước. Bây giờ mình phải tu bò tu con, phước lớn mình làm không được, không có tới hàng chục ngàn để bố thí. Tu bò đi, thấy một cái biển chai nó làm người ta có thể đứng chân, lượm gói lại bỏ đường lên. Thấy một cái lon recycle, người ta bỏ một cuốn chỗ, lượm nó ra, bỏ vô cái thùng recycle. Pháp Hòa chim không làm nữa. Nhiều khi Pháp Hòa đi tới luôn chùa, có nhiều vị người ta uống xong một chai nước, người ta dùng chung cái thùng rác. Mà chùa đã có sẵn cái thùng recycle. Mà người cái người không biết được là không nói nha. Có những người biết rất rành luôn, nhưng mà cái con ma là biến nó lên rồi, là để nó thắng luôn. Nhiều đại. Mặc dù cái thùng recycle khó mặt lắm, nhưng họ không làm. Nhưng bản thân Pháp Hòa sẽ tu còn tu họ kiểu đi lợi lấy cái thùng rác 2-3 cái chai recycle, Pháp Hòa lộn ra và bỏ qua bên cái phần recycle. Rồi thấy nhiều khi khui một cái lon đó, quên nhấn cái mặt là cắt á, lỡ là nó nhấn rác vô là đứng tay. Pháp Hòa thấy như vậy là luôn luôn Pháp Hòa lấy cái tay và đè cái nắp nó xuống, rồi bỏ nó qua cái recycle. Không phải chuyện lớn lao gì đâu, nhưng mà mình biết là mình tu tập hay không ở mấy chỗ đó. Mình có thương yêu nhau hay không ở chỗ đó. Vợ nấu ăn xong rửa sạch cái xin nước rồi, khô ráo sạch sẽ rồi, lát sau mình uống ly nước, tự mình rửa mình uống. Đâu có sao, có cái ly mà mình nghĩ được một cái ly, lát nữa cũng một ly mà. Có bao giờ mình cầm 10 ly mình uống đâu. Nhưng mà cứ có cái ly mà 10 lần là 10 ly. Mà sống với nhau 10 năm, cái ly nó vẫn còn 10 năm. Cái uống rồi là vô sinh này. Tự nhiên nó thiếu đi cái ước nguyện. Tự nhiên nó thiếu đi cái phạm hạnh. Tự nhiên nó thiếu đi cái thông cảm và tình. Mà như vậy rồi cái gì mà vợ nó sân tâm cái chén trong này kia. Có ly nước mà cũng không được. Cứ lần thấy ly nước là bà khởi tâm cũng chán cái ăn này. Rồi đi vô trong nhà vệ sinh, ông đi rồi ông cũng vừa bà cũng chán cái ăn này. Thành thứ vợ mà sống với mình mà đi tới đâu chán mình tới là hết. Nó thành ra cái tập nghiệp của chán. Cho nên cái ân nghĩa của vợ chồng bắt đầu nó còn nghiệp nó sao. Thì quý vị cứ thấy nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen mình sống. Mình sống như vậy riết nó thành cái nghiệp của người bê bối vừa bãi. Và người vợ mình sống với mình thì bắt đầu thành một cái tập nghiệp là gặp mình đâu chán nữa. Và thậm chí người ta nói trời ơi, chồng chị dễ thương, tại bà không biết. Bà sống đi rồi bà mới biết. Hay là ở gì, ở trong chăn biết chăn có rợn hay không. Đó là khi nói tới cái người đó là không có cái gì dễ thương hay ho để mình nói rồi mình bắt đầu tu có cải thiện. Đó là từ đâu mà ra, đâu phải một người nữa đâu. Mình không như vậy thì người khác sẽ không có cái khác. Cho nên là cuối cùng cái khoáng, cái thờ, cái nghiệp lực nó có mặt là vì bên này về của bên này. Cho nên chuyển nghiệp là gì? Chuyển nghiệp không phải là cái chuyện gọi là ngồi tụng kinh suốt mà chuyển nghiệp, mà hãy chuyển cái cách sống. Tu là chuyển nghiệp là vậy, nghĩa là mình thấy rõ những cái tập nghiệp mình sống để mình thay đổi những cái đó, để mình làm tự thân mình cái nghiệp mình bây giờ có mỗi ngày tốt hơn. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy rằng thể cái gì mà chúng ta sống dở, cái đó Phật gọi là bạch ác pháp. Cái gì chúng ta sống thiện là bạch pháp. Cho nên trong kinh hay dùng cái từ hãy sống theo bạch pháp, đừng sống bạch pháp. Ví dụ nha, mình vừa khởi cái tâm lên kệ đó, chỗ công cộng mà bỏ đại ai vừa nữa. Không bao tập được tương tự đó. Mình đi làm sao mình thấy mới đầu cũng hơi có thiện chí lắm, định mở nước rửa thì có người bỏ đại đi, lát có người rửa. Thì mình đi ra, thì cái vừa cái bạch pháp nó vừa có mặt thì nó bị cái hắc pháp lớn rồi. Chỗ công cộng mà lên chùa mà thành thử ra
chính những cái đó chúng ta bị cái ác pháp nó sợ. Và lúc nào mình cũng sống được tỉnh lo, không được. Nhưng mà một ngày nào đó cái người đó mà họ thấy như vậy là họ sẽ nói ai mà bê bối, ai mà không có trách nhiệm. Mình có thể vung vẩy mình cứ bỏ mình nghĩ không ai biết. Đúng, không ai biết hết, và hai bên này đã biết. Bên phải là bạch pháp, bên trái là hạt pháp. Ông bà Việt Nam mình gọi là hai bên gian nhé. Không ai ghi sổ mình đâu. Ông bà hai bên gian nhé. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên tu là thiện nghiệp. Mà cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp to lớn, nó từ đâu? Từ những cái nghiệp nhỏ nhất. Từ những cái nghiệp mà chúng ta khởi tâm, chúng ta hành động rất là nhiều thứ. Mình tham chi một cái chuyện rất nhỏ để rồi nó thành ra một cái nghiệp của tham. Mình có tiền thì mình mua, không có thì thôi, đừng có mua đồ người ta trộm cắp. Vì mình có hợp tác với cái nghiệp thì trước sau gì mình cũng bị ăn cắp để bán cho người khác. Tại mình thích mua cái kiểu đó thì nó cũng vẫn quẩn trong cái dòng tập nghiệp đó. Cho nên hôm nay buổi sáng này về thăm đại chúng, Pháp Hòa Diệm cũng chia sẻ cho đại chúng ba tâm lực. Nó thiết thực trong cuộc sống. Đức Phật dạy con người mình có ba năng lực hơn cõi trời. Thứ nhất là gì? Năng dụng tâm. Thứ hai là năng ức niệm. Thứ ba là năng phạm. Có suy nghĩ sẽ có đi tới hành động. Nhưng nếu mình suy nghĩ tốt sẽ đi tới hành động. Mình suy nghĩ xấu nó sẽ đi. Ví dụ mình suy nghĩ để đại nó đi có người khác làm, đi tới việc làm là dụng tâm. Ước niệm như vậy, hành động như vậy. Nhưng mình nghĩ không được. Đây là chỗ công cộng, mình phải giữ gìn vệ sinh chung, môi trường chung, thì mình làm việc đó. Cái gì mình không muốn đừng bao giờ làm cho người khác. Cứ tâm niệm cái cộng. Mà cái gì mình không muốn không bao giờ làm cho người khác. Cái gì mình không muốn nghe đừng nói như vậy. Nó tôn chứ gì đó. Cho nên ước niệm như vậy là tạo thành của mình. Mà vì được mình sống như vậy, nghĩ như vậy tốt lắm. Cho nên dù có khó khăn, không có này, mà nó đủ cái năng lực, nó vượt tất cả và làm năng lực. Lấy cái hình ảnh này của Trì về trên cái chỗ hẻo lắm này mà để thầy ở đây. Và quý vị thấy bây giờ đâu hẻo lắm chứ. Thầy mới khoe với Pháp Hòa là coi như mỗi ngày luôn Phật tử vẫn tấp nập lên trên này. Thì rõ ràng là cái tâm thầy vẫn vẫn như vậy. Thầy kiên cầm như vậy. Cho nên rồi kéo những người cùng nghiệp. Thấy người cùng nghiệp tu là đi về với tôi. Có một hôm Đức Phật đứng trên núi, Đức Phật thấy một đoàn người đi về núi Linh Thú. Mà tại sao có những người đi theo sau lưng Ngài Một Kiền Liên, có những người đi theo sau lưng Ngài Ca Diếp, có những người đi theo sau lưng của Ngài Tu Bồ Đề, thí dụ vậy. Thì Đức Phật mới nói có gì lạ đâu. Ai thích thần thông theo Ngài Một Kiền Liên, ai thích khổ tập theo Ngài Ca Diếp, ai thích đa văn theo Ngài Hạnh An, thí dụ. Thì Đức Phật đem cái hình ảnh đó để Ngài thí dụ. Thể mình cùng một cái tương tác nghiệp lực nào, nó sẽ cùng một cái hướng đó. Thành thử mình mà ham tu, mình sẽ tìm tới những bậc ham tu. Mình ham rộn ràng thì thế nào mình cũng đi với người rộn ràng. Tại đã tu nó liên duyên hoài à. Thành thử là người rộn ràng chịu cũng có hỏng. Thành thử ra tư đại chúng, mình hãy biết cái gì thì mình đi theo cái lực đó. Vì vậy cho nên tu tập để làm gì? Để mình có chánh niệm, để mình thẩm định cái nào mình làm theo, cái nào mình không làm. Rộn ràng thì cho vui, nhưng mà nhớ cái nào phải của mình. Lâu lâu thôi, cái chính yếu vẫn là cái trở về cái nội tâm tu tập của mình. Chứ bắt quý vị buồn hoài, quý vị chịu không có nổi. Lâu lâu cho thoải mái chút, nhưng mà nhớ entertainment, giải trí thôi. Nó không phải là cái trí để mà chúng ta tu tập. Mà muốn được như vậy, ví dụ bây giờ nếu cái đó là thế gian nha, nhưng mà nếu người tu rồi là người xuất gia rồi là phải có cái trí
đoạn tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau, hay là thậm chí những cái vui thú thường tình của thế gian cũng phải đoạn nó đi. Cái đó là đoạn trí, trí tuệ để cắt đứt tất cả những cái mà nó không thuộc về mình. Ví dụ hồi đó mình thích ăn sang, mặt đẹp, tóc tai, giờ tu rồi đẹp thì không lẽ cạo đầu xong khi đi rút cái áo, cái màu kem cái áo màu hồng vô rồi kiếm cái cạc hồng quấn lên mỗi làm gì tu, tức là mình chưa có đủ cái năng lực tu thì cũng muốn tu, nhưng mà điệu vẫn điệu mà nó điệu đúng cách, nó điệu đúng bài bản của người tu, thì mình không có đủ cái trí để đoạn. Cho nên một trong những cái trí mà tu tập là phải có đoạn trí, trí để cắt đoạn những cái mà nó không thuộc về mình. Hồi đó mình đi tu, hồi mình ở ngoài đời mình thích hát karaoke, hát dở ta cũng ok cứ kara là có người ok à. Rồi ông dễ vô chùa giờ cứ ngồi đâu karaoke đó, thầy trụ trì thầy của mình sẽ không có ok đâu. Và Phật tử người ta về chùa người ta cũng không có ok, ta phải quánh giá gì. Tại sao vậy? Nó xuất gia mỗi ngày hát nhạc tình, lâu lâu hát chỉ kiểu vui giải trí, nó không phải là cái của mình. Thì cái đó nó đó, chưa có vợ đi quán cà phê đi nhậu với bạn bè mỗi cuối tuần, có vợ rồi phải đoạn cái, tại vì nó thuộc về cái phạm vi của một người chồng. Bây giờ một người chồng là có danh là chồng là cha, thì bổn phận của người chồng người cha là phải lo gia đình, cho nên có danh là có phận, cứ như là danh phận. Vậy thì mình đã là danh chồng thì phải sống đúng cái bổn phận của chồng, mình đã có một cái danh của người vợ thì phải sống đúng cái bổn phận của người vợ. Hôm nay mình đã có danh là Phật tử thì sống đúng cái bổn phận của một Phật tử, vậy thôi. Mà sống đúng với Phật tử đại gia là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Còn bổn phận của người tu là gì? Cắt ái từ thân. Rồi gì nữa? Bỏ những cái quần lạ, quần đẹp vì tích cái pháp đi. Đó là những cái bổn phận của người tu phải làm. Một, đi xuất gia vì cảm bội Phật pháp chứ không phải vì cái gì cả. Phát tâm xuất gia hoài bội đạo, hủy kỳ tình thảo ứng pháp phục cô, bỏ đi cái đẹp thường tình, tóc kiểu này kiểu kia giờ không còn, áo quần kiểu này kiểu kia giờ không còn, hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cô, chỉ tích những cái áo của người cô, cắt ái từ thân duy tích mặt cô, hủy khí thân thạc tôn sùng nợ, thậm chí mình bỏ luôn cả cái hy sinh cực khổ chỉ vì mình muốn có được cái đạo pháp. Thôi thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay. Rồi đại chúng nếu có những cái câu hỏi, những thắc mắc gì thì mình có thể đi lên. Cảm ơn đại chúng. Nhưng mà nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ về đại chúng có hiểu ý không? Giờ ở đây có một câu hỏi nè. Xin thầy quan thị giảng, thật sự có kiếp sau không? Mình có ngày hôm qua không? Có không? Mình có hôm nay không? Mình có ngày mai không? Mình có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Quá khứ là ngày hôm qua, hiện tại là ngày hôm nay, vị lai là ngày mai. Như vậy mình sống cũng phải ba thời, thì cái chuyện kiếp trước kiếp sau đó là chuyện bình thường. Rồi thí dụ như mình thấy là mình nhìn con tổ tiên mình thấy ông bà tôi là thế hệ trước, còn thế hệ mình bây giờ, rồi cái mình chỉ xuống con mình nói sao thế hệ sau, nghĩa là mình đã chấp nhận có quá khứ, có hiện tại, có hiện tại. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn thế hệ sau của mình tốt thì mình làm gì? Mình làm tốt. Ví dụ bây giờ mình xây dựng một ngôi chùa, thế hệ mình được hưởng, và mình cũng nói sao để cho thế hệ sau tiếp tục đó. Cho nên mình tạo cái nghiệp tốt, rồi để cho cái kiếp sau của mình, cái phía sau của mình nó được hưởng.
Có nhiều khi mình đi chợ đó, mình cũng thấy bữa nay mua cái này ăn, này để ngày mai ăn. Nhiều rõ ràng, mình mua mình để dành ngày mai ăn mà mình tin có kiếp sau. Là mình phải tạo cái phước cho đời sau rồi. À, con ở Việt Nam, con hằng mơ được gặp thầy. Nay qua đây được 9 năm, con đã có duyên được gặp thầy lần này là 2 lần, con rất vui mừng. Chúc thầy được mười phương chư Phật gia hộ. Cảm ơn cô. Qua được 9 năm gặp được 2 lần. Ảnh hưởng của sao hạn trong năm từ đâu tới, đạo Phật có chấp nhận không? Thứ hai là cụm từ ta bà ha có nghĩa gì? Thưa đại chúng, là cái vấn đề cúng sao cúng hạn nó không trực thuộc Phật giáo, nó không phải của Phật giáo. Đây là theo cái tín ngưỡng của đạo giáo cũng như là nhân gian. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó, thì có một cái sinh hoạt tiếp nhận để làm gì? Có những ngôi chùa thì hoàn toàn không có cúng sao giải hạn gì đó, vì chỉ muốn giữ thuần túy Phật giáo. Có những ngôi chùa mở thêm cánh cửa phương tiện cho Phật tử về chùa cúng sao giải hạn. Nhưng mà chùa tổ chức, nếu thầy đó có một chánh niệm, thầy sẽ tổ chức cúng sao giải hạn theo chánh pháp, hầu hướng tâm người ta trở về. Cũng giống như người ta đang thích cái đó thì thôi mình mượn cái thích của người ta để mình đưa người ta trở về, rồi từ từ mình để họ vào trong cái chánh pháp. Cái này gọi là gì biết không? Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Tức là cái tâm mình chân chánh, muốn độ sanh, dù cái chuyện cúng sao giải hạn nó không phải của mình, hay là thậm chí quý vị cho nó là mê tín đi, nhưng mà nếu mình có cái chánh pháp, mình từ từ dẫn cái người mê về cái chánh pháp. Cho nên họ về chùa thay vì cúng sao cho mình, đã cúng Phật dược sinh. Họ cũng thắp đèn cúng sao, mình cũng thắp đèn cúng Phật. Nhưng mình giải thích tại sao quý vị cứ thắp đèn biết không? Tại vì chỗ nào tối tâm thì mình bật đèn lên nó sáng. Tâm của mình tối cho nên mình phải thắp đèn lên cho cái tâm mình sáng. Tại sao mình làm khổ nhau? Tại vì mình không hiểu nhau. Bây giờ mình thắp ngọn đèn để mình hiểu nhau. Mình hiểu nhau rồi mình không làm khổ nhau nữa. Mà không khổ nhau nữa là giải hết tất cả các hạn, các sao là gì. Sở dĩ mình làm khổ nhau là mình không hiểu nhau. Mình thương mà mình không có hiểu nhau, cho nên càng thương thì càng làm khổ nhau qua cái cách thương của mình. Rồi mình cứ đứng tin là cách thương của mình là xấu nhất. Rồi người kia thì cứ nhận cái tình thương của mình mà lại đi vào cái ngõ ngách, và cảm thấy rằng bị dồn ép vô cái nách. Rồi một ngày nào đó họ chịu hết nổi thì họ phải phản ứng lại, thì bắt đầu tại sao tôi đối xử như vậy mà lại không có cảm nhận được. Rồi người kia nói tại sao tôi mà như vậy. Hai bên hai cái sao quá nặng. Bắt đầu có sao rồi. Bên này thì tại sao tôi luôn mà không hiểu, thì bên kia mới trách lại là tại sao tôi luôn mà làm vậy. Mà không ai buông xả cái sao của mình. Cho nên thắp ngọn đèn. Đèn đó là gì? Là tuệ giác, là hiểu biết. Mà mình có hiểu biết rồi, mình biết cách sống lắm. Biết quyển chuyển, biết tùy duyên, biết lưu luyến, biết thuận. Mà ngài Hám Sơn ngày dạy là hồng trần tật lãng lưỡng thương mang, nhẫn dục an hòa thị diệu pháp, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyện, chung thân an phận độ thời quát. Hồng trần là bụi đỏ, bạch lãng là những cơn sóng. Quý vị thấy cuộc đời này không? Hết sóng này nhồi tới sóng khác nhồi, hết bụi này tới rồi tới bụi kia tới. Hồng trần bạch lãng, cả hai cái này nó làm cho con người mình khổ. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà đừng lo, có phương thuốc. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu pháp. Diệu pháp là diệu phương. Diệu đây là phương thuốc
vi diệu nhất để người sống trong cuộc đời hồng trần mật lạc. Đó là nhẫn nhục nhu hòa. Nhẫn nhục nhu hòa thì nhiều thương. Đáo xứ tùy duyên, đến đâu phải tùy duyên đó, thì duyên tuế nguyện kéo dài năm tháng. Ta không đuổi nó đi, ta không cắt đứt con đường sống của mình vì mình biết tùy duyên. Chung thân an phận độ thời, hết cuộc đời này, hết cuộc đời là chung thân, an được cái phận và qua được mỗi ngày mỗi ngày. Tại vì mình có phương thuốc sống là gì? Nhẫn nhục luôn mà. Cho nên đèn dược sư, dược là thuốc. Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta không có phương thuốc. Nếu chúng ta có được một cái tính dược trong người mình, thưa đại chúng, cây cỏ nào cũng có tánh dược hết. Ta không, rau răm cũng có tánh dược của nó, rau quế có tánh dược của nó, ngò cũng có tánh dược của nó, khổ qua có tánh dược của nó. Quan trọng là mình biết ứng dụng cái tính dược của nó không. Khổ qua là mát, nhưng mà đâu có được ăn nhiều. Ăn nhiều nó không có hàng, cho nên ăn phải chừng mực. Cũng như vậy, mình sống với mọi người, người đó là con mình hay là người đó người làm của mình, mình lá rầy người ta có thể người ta chấp nhận, nhưng cũng đừng quá láng. Tại vì cái gì mình làm quá thì nó mất hay. Thì bắt đầu mới đầu người ta chấp nhận mình là thôi, bà chủ làm mình là phải, giết người ta thấy mình sao hoài quyền. Ở trong chùa cũng vậy, trong một cái cộng đồng cũng vậy. Cho nên dược sư nghĩa là thầy thuốc. Thắp đèn dược sư là mỗi ông thầy thuốc phải hiểu được bệnh của bệnh nhân mới có thể cho thuốc được. Chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta biết sống thì mỗi người chúng ta là một vị dược sư, một thầy thuốc bắt bạch cho họ. Có bốn cách cho thuốc: cao, đơn, hoàng, tán. Người đau nhất cho thuốc chán kêu cao. Người bệnh bên trong cho cái to uống gọi là đơn. Đơn là cái to thuốc ấy. Hoàng là chế là thuốc viên, tán là thuốc bột. Bốn cách uống thuốc: có người uống thuốc bột, có người uống thuốc viên, có người uống thuốc sắc, có người uống gián thuốc chán. Nếu cần nữa trong uống ngoài thò. Đó là dược sư chứ gì nữa. Vậy thì quý vị thấy Phật giáo thực tế nhưng lấy tình nào? Nếu mà nói cơ cơ là nó nghe đâu, phải lấy Phật ra, lấy Phật ra, lấy cúng kiến ra, làm rắc rồi vô đó thầy giảng cho nghe, nói cho hiểu chứ bình thường mà không được. Bây giờ thì có một ví dụ nè, thuốc mà quý vị đưa đại cũng muốn nhưng mà không tin tưởng bằng thuốc có toa. À, đi vô bác sĩ bắt mặt, cho nên bác sĩ chỉ cẩn định vô nhà cái thôi, hết chung rồi thở ra coi rồi ông ngồi chứ xuống chờ cầm to răng đắp. Bình thường ông đưa mình đóng chịu lắm, có phải không? Là mình cái tâm lý đó, là tâm lý. Cho nên bây giờ mình bác người ta đi chỗ khác người ta cúng, mà lỡ gặp những người làm tiền tội nghiệp, người ta tốn tiền mà được gì đó, thôi chùa mở cửa phương tiện cũng không. Cho nên các thầy mà khéo thì các thầy tổ chức cũng dược sư đưa Phật tử trở về để chánh pháp. Không, chùa tôi cũng sao dễ dàng gì hết á, không cho thì tôi đi. Tôi đi mà nếu ta gặp những cái người mà lợi dụng cái mê tín đó, người ta làm tiền tội nghiệp cho mình. Rồi bây giờ câu thứ hai: cụm từ ta bà ha có nghĩa gì? Thưa đại chúng, chữ ta bà ha đó nó có nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, là tịch tỉnh. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa. Cho nên mình làm việc gì mình cũng muốn làm cho tới chỗ viên mãn rốt ráo. Vì vậy mà bất cứ câu thần chú nào cuối cùng của ta bà ha, án chiếc lệ chủ đề ta bà, án tất niệm đô mạng ta ra bạc đà dạ ta bà, nghĩa là thành tựu là viên mãn, là cứu cánh, là tịch tỉnh, là rốt.
ta bạn. Rồi bây giờ sau này á, mà bỏ cái chữ ha ra chỉ có chữ ta bà thôi hết, thì nó lại nghĩa khác. Chữ ta bà là để cho kiển cho khỏi đời thôi, khỏi chúng ta là khỏi ta bà. Nhưng mà Đức Phật gọi khỏi này là khỏi ta bà, nghĩa là ai là người sống khỏi này phải có một năng lực kham nhẫn chịu đựng. Quý vị tin là mình sống khỏi đời này phải chịu đựng không? Chịu đựng. Cái người mình gặp đó mà mình chấm điểm rồi đó, coi như là mình sẽ hạnh phúc với người này đó. Không năm sau là phải chịu đựng nó hết kiếp. Ta bà chứ gì nữa. Ta bà chứ gì nữa. Mình kham nhẫn là ta bà. Cõi đời này á, cũng gì có cái nhẫn. Quý vị có tóc, quý vị kham nhẫn cái tóc. Có nhiều khi gọi không đúng sạch của ruộng quá trời quá đất là lập tức đi kiếm cái khác lên. Không thích màu trắng thì phải đi nhuộm nó màu đen. Mà có người đang đen vậy cái tóc trắng đi nhuộm nó màu trắng. Có người đang đen bình thường không thích đỏ xanh vàng tím nhuộm tùm lum. Muốn cái gì là phải cảm nhận. Có nhiều người đi làm tóc kiểu này kiểu kia rút cuộc không dám gọi anh, gọi nó hương xanh. Cả tháng sau mới gọi là gọi này gọi ta bà. Đó là ta bà là kham nhẫn với con người, kham nhẫn với hoàn cảnh, kham nhẫn với tất cả các cái hành xử, cái biến đổi của cuộc đời. Ta bà là gì? Đó là nói về cái cõi. Nhưng mà trong cái chữ ta bà ha là gì khác. Ta bà ha là phiên âm từ tiếng Phạn là sa phạm. Thí dụ quý vị đọc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Gate gate para gate para sangate buddhisara. Mình đọc lại yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà. Cái chữ yết đế là mình âm từ tiếng Phạn là gate gate. Para gate là ba la yết đế. Para sangate ba la tăng yết đế. Buddhi âm là bồ đề. Sara ta bà. Gate là gì? Cố gắng, cố gắng. Gate hay là yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha viên mãn rồi, cứu cánh rồi, hoan hô ta bà ha. Vậy thì cuộc sống này không có gì ngoài cố gắng, cố gắng. Cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, thành tựu rồi, vui mừng. Không cố gắng đâu làm được phải không? Vợ chồng cũng vậy, con gái cũng vậy, người tu cũng vậy. Bất cứ làm việc gì phải cố gắng. Mình có con, có dạy, thôi phải cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa. Trời ơi, bữa nay máu tôi nó lên ốc rồi, không sao, nó chưa trào, cố gắng thêm chút nữa. Cố gắng thêm chút nữa. Rồi tới hồi nó không lớn rồi, thôi tôi giờ khỏe rồi, hồi xưa cực khổ cho nó biết bao nhiêu. Nó đi, nó chơi, rồi nó làm đủ trò, mà mình không có giữ nó, mình có hấp nó, mà mình cố gắng. Đó, ta bà ha, giờ đã được trọn vẹn thì rồi. Con có xem video về cúng sao giải hạn tam tai, cúng giấy tiền vàng mã, xin thầy khai thị cho Phật tử. Thật ra thì như Pháp Hòa nói vậy đó, tất cả là một cái phương tiện. Nhưng mà đôi lúc quý vị thấy vậy nè, có những cái mình không thấy nhưng cũng không có nghĩa là nó không có, phải không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta làm cái phương tiện gì ở trong cái phạm vi mà mình cái khả năng của mình. Thí dụ như cái bầu không khí này quý vị đâu có thấy bụi gì đâu, thiệt giờ. Nhưng mà có bụi không? Có những làn sóng trong cái không gian này bây giờ không? Nhưng mà không thấy đó. Thì cái mình không thấy nó không có nghĩa là nó không có, mà nó có một cách rất vi diệu. Thì nhà Phật gọi cái này là diệu hữu. Diệu hữu. Nhưng mà thực tế của tất cả các pháp nó chỉ là cái nhân duyên. Quý vị đem cái con quý vị lên đây, sao không bắt được sống? Nhưng mà người khác bắt được sống.
tại vì mình không có đăng ký như cái công ty đó. Mình phải có cái kết duyên với công ty đó thì mình mới bắt được làn sóng thôi. Ví dụ hoặc là cái con mình nó không đủ mạnh để nó tiếp xúc được những làn sóng. Ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp đó, Ngài Nalanda Ngài có dạy như thế này: Đạo Phật không có chủ trương nói về cõi vô hình, nhưng Đức Phật là người thấy tất cả các cõi, Ngài nói cho mình nghe. Mình tin hay không tin hoàn toàn không ảnh hưởng tới Đạo Phật, vì chủ đích Đạo Phật không phải nói với cái này. Chủ đích của Đạo Phật là hướng dẫn cho con người tu tập để có an lạc và giải thoát. Chủ đích của Đạo Phật là có an lạc và giải thoát, chứ không phải để nói chuyện khởi tâm khởi gì đó. Nhưng mà Đức Phật là người thấy, Đức Phật nói cho nghe. Mình có tiếp nhận được thì tiếp nhận, còn không có dù có tin cũng làm cho Đạo Phật sáng thêm những cái điều này. Quý vị không tin, Đạo Phật cũng không bị mai một về điều này, vì không phải là mục đích của Đạo Phật. Cũng giống như cái nhân quả, Đức Phật là người không phải chế ra nhân quả, mà Đức Phật thấy rõ trên cuộc đời này có cái đạo lý gọi là nhân và quả. Đức Phật đưa ví dụ, hạt giống là nhân, trồng xuống đất nó có trái là quả. Nhưng mà giữa nhân và quả nó có một cái nó gọi là duyên. Nếu mà đất và hạt giống và nước và ánh sáng mặt trời không duyên với nhau thì làm gì có cây trái đó. Cho nên nhân quả là mình nói gọn, nói tắt, nói cho đủ, phải là nói nhân duyên quả. Ví dụ thầy chủ trì muốn Pháp Hòa tới đây là một nhân, Pháp Hòa sẵn sàng tới đây là một nhân, bây giờ thiếu cái duyên mà không có xe, thấy không? Rồi bây giờ ví dụ như mình có xe mà không có xăng, hay là có xăng có xe mà cái thắng hơn bến xe nó bể, thiếu một viên quả đó cũng không có bằng. Như vậy thì nhân quả là mình nói còn nói đủ là nhân duyên quả. Cái người đi tu là mới bắt đầu vào chùa là nhân thôi, nhưng mà mình phải tạo duyên cho họ tu. Mình phải làm sao ủng hộ tinh thần để cho cái người đó họ đủ cái điều kiện, cái niềm vui họ tu để cho đất kết quả. Mà ngày nay họ tu được tốt là nhờ mình tạo duyên cho họ. Hồi nhỏ có bà trong chùa có bà buồn tu không mình, toàn là mấy cụ mấy bác thôi, đâu có ai chơi với mình đâu. Nhưng mà cái tâm tu không có thối chí nha, không có bao giờ có bà nghĩ một chút gì gọi là tối lòng. Nhưng mà có mấy bác lên là rất là vui, không muốn mấy bác về. Cho nên mấy bác lên chùa là có hay giấu bóp, đem bóp, đem giỏ có cách giấu đi, để mấy bác không có về, ở chùa với mình. Thì có một bác kia, bác nói, đừng có la chú, kệ chú. Ở trên chùa có một mình chú, lâu lâu mình lên cho chú vui, chú phá chút vậy mà chú vui, để cho chú tu. Cái câu đó không còn nghe được. Nhưng mà mình chưa có tư duy gì. Càng lớn mình mới thấy bà cụ này có cái sâu sắc. Bà tạo cái duyên, tức là mình kể cho chú chơi, chú vui đi, để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của chú. Nếu mình cứ la về chú thì chú không cảm thấy niềm vui trong chùa, chú có thể nghĩ tục. Ví dụ vậy. Cho nên con cháu mình cũng vậy. Có thể mình biết nó hư, nhưng mình cứ tưới mình tạo cái duyên lưng, nó hoài mày vô dụng lắm. Gặp nó đâu nói vô lắm, tức là mình tạo cái duyên vô dụng cho nó, và mình không khuyến khích được nó, thì coi chừng cái vô dụng nó do mình một phần lớn là mình tạo duyên để cái quả vô dụng nó không. Mình biết nó vô dụng thì mình phải leo lái nó. Con giỏi lắm, con hay lắm, bây giờ con làm để mình lắp nó qua, để cho nó vào cái mảnh đất con. Đừng tưới những cái hạt giống tiêu cực, mà phải mỗi ngày tưới cái hạt giống tích. Có vào ví dụ một cái trường hợp. Có nhiều khi á, mình mời một cái người khách uống nước theo nguyên tắc tay phải hoặc cầm ly, thì mình mời và mời anh uống nước để cho ly nhẹ. Nhưng mà nước con nít con mình nó sơ ý, mình kêu nó rót nước mời khách, nó bưng cái ly nước nó quay cái ly nhẹ mời bác uống nước. Nó đơn giản là đem cái ly nước ra thôi, mình biết nó chập rồi. Nhưng mà người mẹ không, một cái người ý thức là không có la con cái chuyện đó. Cái giường cái ly vừa để xuống thì cái người sẽ quay đi lại,
anh mời anh uống nước, miệng nói và tay chuyển cái ly lại để đưa con mình nó vào cái vị trí. Mình biết con mình nó đi sai đường, nhưng mà mình biết cái tánh nó không có thể chấp nhận mình nói. Nó quẹo đây nó đúng không? Ôi mẹ xin lỗi con, mẹ quên, mẹ cần mua đồ cái chuyện này nè, thôi con quẹo lên mẹ. Có nhiều đứa nó không có chấp nhận nó sai, thì thôi mình chịu lỗi, lỗi của mình, dẫn con nó về quỹ đạo. Tâm từ nó có mặt, ước niệm nó có mặt, phạm hạnh nó có mặt. Hồi nãy có bạn nói cái năng lực nó. Cho nên trong cuộc sống có những người họ làm sạch mình không thể nói được, tại vì họ có khả năng chấp nhận. Nhưng mình sẽ bị áo quá, cảm quan, nhất là những đứa con. Một cái đứa mình biết nó dở mà mình cứ nói ngoài, nghĩa là mình chấp nhận nó dở và tưới tẩm cái dở nó để cho nó thành tựu, nó mình tác duyên. Cho nên mỗi ngày phải kể, nói con dở, con đừng có nói vậy, con chịu khó là con làm được. Mình phải nói cho con chịu khó là con làm được. Rồi những cái thiết mình đem mình cái ví dụ của mình, hồi đó ba con đâu có biết tiếng Anh đâu, ráng học hết giờ cũng không được tiếng Anh. Ba con đâu có biết làm cái đó, mà làm biết bây giờ ba con cũng được. Mình đem những cái đó mình chuyển qua thay đổi. Cho nên chuyển nghiệp, chuyển nhân quả trong cái khả năng mình có thể làm. Còn mình chuyển rồi mà làm được gì hết thì lúc đó mình phải lấy tùy duyên. Chứ chưa gì hết là tùy duyên đi học được. Chuyện tùy duyên không có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy. Khi chưa làm mà đã đổ thừa duyên thì là tùy duyên, là mình không có cái năng lực vững mạnh để chuyển sang nghiệp.